Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Anh Tuấn, 41 tuổi, trú tại phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội về hành vi cướp giật tài sản. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Trần Anh Tuấn đèo xe máy chở theo con trai 7 tuổi ngồi phía sau, lưu thông trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Khi đến phố Hàng Buồm, phát hiện hai cô gái trẻ chở nhau bằng xe máy. Người ngồi sau xe đang cầm hai chiếc điện thoại iPhone 6 và iPhone 6s Plus. Trần Anh Tuấn lái xe áp sát, giật chiếc điện thoại trên tay cô gái rồi bỏ chạy. Nghe tiếng chi hô của các nạn nhân, công an phường Hàng Buồm đã nhanh chóng đuổi theo và bắt giữ Trần Anh Tuấn. Tại cơ quan điều tra, anh Tuấn khai nhận hành vi phạm tội của mình.